Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 181 Khuyên Nhủ Viện Sử Thái Y Viện thường khám cho Thái Hậu và các Thái Phi rất am hiểu các loại bệnh người già hay gặp, cho nên chỉ mất một lúc đã kê đơn xong. Lâm Di lại bảo phủ nội vụ phá lệ lấy thuốc trong công gia cho lão Thái Thái nhánh cả dùng mọi người tụ tập trong phòng chờ đợi hết hai cạnh giờ lão thái thái nhánh cả mới tỉnh lại bà đỏ mắt một vòng quanh phòng nhìn thấy lâm di thì muốn ngồi dậy xong lại không đủ sức nhìn người bà hồng hào khỏe mạnh hay cười đùa với mình lúc trước suy yếu đến mức này lâm di ứa nước mắt tổ mẫu lâm di tiến lên nắm chặt tay lão thái thái nhảnh cả có khá hơn chút nào không ạ à? trên khuôn mặt tiều tụy của lão thái thái nhánh cả là nụ cười đỡ hơn nhiều cháu yên tâm đi bà thoáng dừng lại nghe nói cháu mời trình viện sử bên thái y viện tới liệu có vấn đề gì không đó dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh thái hầu. lâm di mỉm cười tổ mẫu yên tâm cháu dùng thẻ bài của phủ khang quận vương mại bên ngoài có quận vương gia lo rồi lúc này mà tổ mẫu vẫn còn quan tâm nàng sợ nàng thất lễ với hoàng gia lão thai thay nhánh cả nghe vậy mới gật đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cát trên bàn không còn sớm nữa cháu mau trở về đi lâm di nhỏ giọng nói tổ mẫu không khỏe tối nay cháu sẽ ở lại đây lão thái thái nhánh cả cháu mày như vậy sao được mới nói tới đây bà lại thở dốc một trận lâm di vội để bà uống thuốc lưu thông khí huyết cháu muốn ở lại dạy nữ đầu bếp làm ít được thiện chỉ dựa vào thuốc thì không đủ tiểu tiêu thị cũng nói phải đấy ạ à? lâm di trở về cũng không yên lòng chi bằng nói một tiếng với quận vương gia ở lại một tối để theo dõi tình hình lão thái thay nhánh cả mới bị dày vò đã không còn bao nhiêu hơi sức nên bà nhắm mắt lại khẽ gật đầu xem như đồng ý lâm di nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tổ mẫu chờ bà ngủ rồi mới cùng tiểu tiêu thị tới phòng phía đông mùi vừa rồi trình viện sử đã nói rất rõ bệnh của lão thái thai nhánh cả đã hết cách rồi chỉ có thể từ từ điều dưỡng nhưng bệnh tới như núi lở lão thái thái nhánh cả đã lớn tuổi không chịu nổi dày vò như thế lần này xem như qua được nhưng lần kế tiếp thì không chắc tiểu tiêu thị nhớ lại lời của trình viện sử cũng rơi nước mắt sớm biết thể đã không cho lão thái thái đến trịnh gia bà bôn ba qua lại liên tục mới ngã bệnh nghe tiểu tiêu thị nói mặt bạch ma ma biến sắc tiểu tiêu thị cũng phát hiện mình lỡ lời lão thái thái nhánh cả không muốn để lâm di biết chuyện mình đến trịnh gia cũng may Lâm Di mải suy nghĩ về bệnh tình của tổ mẫu, cho nên không để ý. Tiểu Tiêu thị vội vàng cầm chén trà lên uống. Lão Thái thai nhánh cả không yên lòng về Trần Doãn Viễn, cho nên liên tục lui tới Trịnh gia hỏi thăm tin tức. Theo tình hình hiện giờ, mọi thứ vốn phải êm đẹp vui vẻ, nhưng Trịnh lão phu nhân vẫn không thể thoải mái, trong lời nói luôn có ý khác. Hoàng thượng luôn canh cánh chuyện nhân gia không chịu ra làm quan lúc trước trịnh các lão từng nhắc tới nhân gia ở trước mặt hoàng thượng khi ấy hoàng thượng đã nói rằng sớm muộn gì người nhân gia cũng phải ra mặt tận trung với triều đình và bách tính thôi tuy chỉ là một câu nói hời hợt thoáng qua nhưng đến bây giờ trinh các lão vẫn nhớ rõ mồn một sự lạnh lẽo trong mắt hoàng thượng lúc đó lần này hoàng thượng giữ nhân phụng trúc lại trong cung trịnh các lão cũng vất vả lắm mới thăm dò được vốn hoàng thượng muốn nhân phụng trúc ghi lại toàn bộ khuyết điểm của việc xây dựng thủy quân lên tấu trương sau đó để võ tướng chủ chiến tới bắt bẻ hành động này giống với lời chỉ trích của trần doãn viễn trước đó công tư khó phân lợi dụng sự bài trừ phe đảng đối lập nhìn qua hoàng thượng như muốn ủng hộ nhóm triều thần một lòng nghĩ cho đất nước song trịnh các lão biết rất rõ hoàng thượng sẽ không bao giờ buông tha cho nhân gia sau khi nghe trịnh lão phu nhân thuật tại những lời này của trịnh các lão lão thái thái nhánh cả luôn chìm trong suy nghĩ sợ nhận ra có sơ sẩy gì thì lâm di sẽ bị liên lụy phải biết rằng người lớn gan giới thiệu nhân ngữ thu cho hoàng hậu nương nương cả lâm di chứ không phải ai khác bạch ma ma biết nguyên nhân lão thái thái nhánh cả ngã bệnh là do lo nghĩ quá mức thế nhưng trước đó lão thái thái nhánh cả đã dặn bà không được nhắc tới chuyện này với nàng lâm di vào bếp làm được thiện cho tổ mẫu không bao lâu sau bên nhị lão thái thái đồng thì nhận được tin nên lần lượt chạy tới lâm di trở về nhà chính thì nhìn thấy lâm phương lâm phương ngồi giữa nhóm nữ quyền nghe thấy tiếng bước chân của lâm di liền ngẩng đầu lên hai người nhìn nhau lâm phương hơi nhướng mày khi thể hơn hẳn lúc trước mọi người đứng dậy hành lễ với lâm di lâm phương không cam lòng nhưng cũng phải đứng lên chinh đốn trang phục cùi chào nhị lão thái thái đồng thị hỏi thăm tình hình của lão thái thái nhánh cả lâm di đáp chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì sẽ ổn nhị lão thái thái đồng thị gật đầu rồi khăng khăng ngồi chờ đến khi lão thái thái tỉnh lại để đích thân vào thăm mấy ngày nay động tĩnh trong cung càng lúc càng rõ ràng không biết là ai thắc mắc đồng gia và trần gia là thông gia mà sao không thấy có dục dịch gì chính thể của đồng trường mậu là thượng thị tới thương lượng với nhị lão thái thái đồng thị phải làm gì đó thôi, bằng không sẽ có người sầm xì rằng đông gia đang ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Đúng lúc đó bọn họ lại được tin lão thái thai nhánh cả ngã bệnh, thế là nhị lão thái thái đồng thị bèn dẫn cả nhà già trẻ sang thăm, còn thân thiết hỏi thăm Quảng Bình Hầu Trần Doãn viễn tình hình trong chiều gần đây, hoàn toàn là dáng vẻ trưởng bối hiền lành quan tâm vãn bối. Đến tối ngày cả Lâm Uyển, Chu Nguyên Quảng và Lâm Chính Thanh đều tìm tới. Chỉ có Chu thập Cửu là vẫn còn kẹt ở nha môn. Tiểu Tiêu thị thu xếp một bàn tiệc nhỏ, để Lâm Di tự tay chuẩn bị cơm canh cho lão thái thái nhánh cả. Sau khi làm xong món cuối cùng, Lâm Di sai nha hoàn nhân lúc còn nóng mang thức ăn tới phòng lão thái thái nhánh cả, còn nàng ra ngoài hóng gió một chút. Đi tới vườn hoa, Lâm Di hít một hơi thật sâu, bên tai bỗng vang lên giọng nam giới, đã lâu không gặp quận vương phi. Là giọng của Lâm Chính Thanh lâm di quay đầu lại nhìn thấy lâm chính thanh từ phía hòn non bộ đi về phía này sau khi lâm phương gả vào lâm ra lâm di biết về sau sẽ không tránh khỏi việc chạm mặt với lâm chính thanh cho nên nàng chỉ hơi giật mình rồi bình tĩnh lại ngay linh lung đi tới mấy bước cảnh giác đứng sát bên cạnh lâm di lâm chính thanh không biết con người sẽ có bao nhiêu loại cảm xúc khi nhìn một người khác từ hiếu kỳ đến giận dữ mọi chuyển biến đều diễn ra trong tình huống không ngờ được tuy trở tay không kịp song hẳn lại thấy rất thú vị cả quá trình tựa như một trò chơi vĩnh viễn không giải mã hết lâm gì không nói tiếng nào đi vượt qua người lâm chính thanh giọng nói nhàn nhạt, nhạt như có như không của hắn vọng vào tai nàng cô gả cho y là để trả đũa hay vì đã quên hết mọi chuyện lúc trước cô thông minh như vậy thì nhất định phải tránh đừng để mình lại dẫm vào vết đổ khi trước hắn kết thúc câu nói bằng một tiếng cười khẽ Lâm Di không hề dừng bước, song vẫn nghe rõ mồn một những lời này của Lâm Chính Thanh. Hắn có ý gì, dẫm lên vết xe đổ, nói về nàng và chu thập cửu sao, tình hình của lão thái thái nhánh cả vẫn không khá hơn. Lâm Di đành để cùng ma ma trở về truyền lời rằng nàng sẽ lưu lại nhà mẹ đẻ một đêm. Đúng lúc Chu thập cửu bận biểu công vụ cũng không thể hồi phủ, chàng sai đồng ninh đến trần gia đưa tin, quận vương gia nói đêm nay sẽ nghỉ tại nha môn, bảo quận Vương Phi cứ yên tâm ở lại hầu phù. Lâm Di gật đầu, dặn đồng ninh hầu hạ chu thập cừu cẩn thận, đồng ninh gật đầu vâng giả rồi rời phù. Lâm Di trở lại trong phòng lão thai thai nhánh cả, bảo linh lung trải chăn nệm ra. Trông chừng đến khi lão thai thai nhánh cả ngủ say, nàng mới lên giường nằm. Nàng hiểu về lòng giả dạ tiểu nhân của Lâm Chính Thanh hơn ai hết, nhưng xưa nay nàng chưa bao giờ để lời của hắn trong lòng. Không rõ vì sao, trước mắt nàng bỗng hiện lên khuôn mặt cười mỉm của Chu Thập Cửu. Rõ ràng là một nụ cười ôn nhu, nhưng sâu trong đáy mắt lại là vẻ âm u và lạnh nhạt đến cùng cực. Lâm Di Trần chọc chờ mình. Sau khi kết hôn, nàng luôn tận lực giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Chu Thập Cửu, nhờ vào đó để che giấu sự lạ lẫm và xa cách giữa hai người. Tối hôm qua là lần đầu tiên nàng xúc động, lời nói của Chu Thập Cửu về cha về nhân ra thật sự khiến nàng thấy âm áp. Có lẽ sau khi ở cùng nhau một khoảng thời gian, từ từ quen thuộc lẫn nhau, là ai cũng sẽ thay đổi. Tựa như nàng bắt đầu thấy e lệ, bắt đầu thoải mái ngủ nướng ở trước mặt chu thập cừu. Cảm giác khoan khoái khi thức dậy sáng hôm nay, sau khi trở về nhà mẹ nàng mới phát hiện sự khác thường đó. Phát hiện là một chuyện, nhưng nhất thời nàng cũng không thể diễn tả rõ là vì sao chỉ biết cảm giác kia cứ vương vấn trong còng lâm di ngồi dậy linh lung bên ngoài vẫn chưa ngủ nghe thấy động tĩnh trong buồng thì khoác áo cầm nến đi vào quận vương phi sao vậy à có phải vì to lắng cho lão thái thái nên khó ngủ không hay em đi đốt hương án thân nhé sau khi quận vương phi ngủ êm sẽ tắt cỏ lâm di khẽ lắc đầu giận dò linh lung sáng sớm ngày mai em nhớ đi mời nhân ngữ thu tiên sinh hôm nay tiên sinh tiến cung chắc hẳn sẽ nghe được một vài tin tức. Đến tận hừng đông Lâm Di mới chợp mắt được một lúc. Nàng mặc quần áo tử tế rồi đi vào buồng lão thái thai nhánh cả, bà đã tỉnh lại, tinh thần trông khá hơn hôm qua rất nhiều. Hai bà cháu mới nói hai câu, tin tức trong cung đã truyền tới, Hoàng thượng hạ lệnh tạm thời miễn lâm chiều. Đây là chuyện xưa nay rất hiếm gặp. Tối hôm qua Hoàng thượng ở Nam Thư Phòng đến giờ vẫn chưa ra, chỉ thỉnh thoảng truyền gọi hạ thần tiến cung bàn bạc hạ nhân đi đón nhân ngữ tu tiên sinh vẫn chưa trở lại trần doãn viễn đã vội vàng cho người đưa tin về quận vương gia bị phạt nửa năm bổng lục nhân phụng trúc vẫn còn trong cung tựa như tảng đá treo trên đỉnh đầu không biết lúc nào sẽ rơi xuống và sẽ đập vào đâu cảm giác căng thẳng đó cứ chậm rãi gặm nhấm thần kinh mọi người bên nam thư phòng dường như muốn giải quyết mọi chuyện trong hôm nay hết tin này đến tin khác lần lượt bay ra khỏi cung nhân ngữ tu tiên sinh mới bước vào trần gia liền nhận được một tin ngoài dự đoán nhân phụng trúc đồng ý theo thương đội của triều đình ra biển thương đội đi biển thường xuyên gặp phải giặc hoa hay hải tặc vậy mà nhân phụng trúc tay chói gà không chặt lại đồng ý đi theo để được tận mắt chứng kiến sự càn rỡ của giặc hoa và hải tặc nhân ngữ tu tiên sinh nghe tin xong sắc mặt trở nên vô cùng sống đã sớm tưởng trước rất nhiều kết quả, nhưng chẳng ngờ lại là thế này. Hoàng thượng không ra lệnh thưởng phạt rõ ràng, nên chẳng rõ rốt cuộc là phúc hay họa nữa. Tiểu tiêu thị trấn an, để chờ xem quận vương ra nói thế nào. Khang quận vương cũng bị xử lý như nhân phụng trúc. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, lâm di nhất thời rơi vào trầm mặc. mươi 182, thất vọng. ca ca ta sợ đất là nước, ta thường muốn ra biển xem thuyền đánh cá nhưng nói thế nào huynh ấy cũng không chịu dẫn ta đi nhân ngữ thu nghĩ đến đây thì mỉm cười ngẩng đầu nhìn lâm di nếu là lúc trước nói thế nào ta cũng sẽ không tin chuyện ca ca sẽ theo thương đội ra biển miệng lâm di bỗng trở nên đắng chát tiên sinh đừng cuống tin này chưa chắc đã đúng vẫn chưa có thánh chỉ mà nhân ngữ thu khẽ lắt đầu thoáng cười nhạt hoàng hậu nương nương đã nói với ta rồi hoàng thượng có ý phong ca ca làm trung dũng hầu trung dũng hầu ẩn ý sau mấy chữ này là gì không cần nói ra ai cũng hiểu nhân ngữ thu nói ta biết ca ca sẽ không đời nào đồng ý trưởng bối trong nhà họ luôn dạy rằng con cháu nhân gia không được nhập sĩ chí ít là trong giai đoạn triều đại chu cầm quyền đến nay ca ca vẫn nghe lời các trưởng bối nhân gia từng được hoàng đế tiền triều xem trọng ban cho ba bảng chữ hiếu thảo Hiền lương và tiết hành, đến nay vấp được nhân gia bảo quản kỹ lưỡng, nhờ đó tài danh của nhân gia luôn được mọi người biết đến. Chuyện con cháu nhân gia không chịu nhập sĩ chưa bao giờ là bí mật cả, thế nhưng số con cháu gia đình thư hương kết giao với nhân gia nhập sĩ vẫn không hề ít hơn tiền triều. Cho dù có người trong tộc nhậm chức trên triều thì cũng chỉ là quan nhỏ làm chuyện vặt, đủ để bảo đảm gia đình bình yên chứ không chịu dùng thực lực, trải qua mấy đời người nhà họ nhân dần chú trọng học tập y thuật cứu người để mưu sinh không chịu dính vào chính sự nữa những năm qua bọn họ sống khá thoải mái tự tại nhân ngữ thu nói tiếp khi chấp nhận vào kinh truyền ý của bách tính ca ca ta đã không nghĩ sẽ bình an trở về nàng thở dài nhìn lâm di cô đã làm hết sức rồi kể tiếp cũng chỉ có thể xem ý trời thôi nói không chừng ca ca có thể biến nguy thành an bằng vào ba chữ trông dũng hầu Khả năng đó thật sự rất thấp. Nhân ngữ tu tiên sinh vào buồng trong xem mạch cho lão thái thái nhánh cả, Lâm Di chờ ở gian ngoài, vừa mới uống được nửa chén trà thì Bạch Mama ôm một hộp gấm bước vào. Bạch Mama đặt cái hộp lên bàn rồi nhỏ giọng nói, là thuốc Ngũ Vương phi đưa tới à. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hồng, nàng ta thân thiết với nhánh cả Trần gia như thế từ khi nào vậy? Lâm Di mở hộp thuốc ra, bên trong xếp từng lọ sứ nhỏ lọ nào cũng dán nhãn vàng của phủ nội vụ. Bạch ma ma nói, phu nhân vốn không muốn nhận, nhưng ngại mặt mũi của ngũ vương phi nên không tiện từ chối. Người ta đã có hảo ý đưa tới tận cửa, nào có lý do gì để cự tuyệt chứ? Lâm Di nhìn thoáng qua số thuốc trong hộp rồi đưa cho nhân ngữ thu tiên sinh xem, không biết có dùng được không ạ? À? Thuốc ở phủ nội vụ luôn rất tốt, nhân ngữ thu lấy thuốc ra, có thể đưa tặng những thứ này, tính ra họ cũng tỉnh ý đấy nếu ngũ vương phi tặng thuốc cho nhị lão thái thái đồng thị, lâm di sẽ không thấy tả, đằng này. Lâm di tự tay châm trà cho tiên sinh của mình, nhân ngữ thu cầm tay nàng, bệnh của lão thái thái có thái y viện chăm sóc, tạm thời chẳng có trở ngại gì đâu, có lo thì tới phải tận mùa đông năm nay cơ. Lâm di gật đầu, ngược lại ta nói em ấy, nhân ngữ thu cười nhìn lâm di, trong mắt hai người đều hẳn rõ vẻ tiêu tụy sức khỏe kém hơn hẳn so với thời gian ở Phúc Ninh, tay vừa chót lại vừa lạnh này. Vừa nói nàng vừa cục mắt ngẫm nghĩ, do ngày thường suy tư quá nhiều đây mà. Ta không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon giấc lắm. Lâm di dừng một thoáng rồi nói, tiên sinh nói ta, nhưng tiên sinh cũng phải bảo trọng sức khỏe đấy. Không biết vì sao, khi nói tới đây Lâm Di bỗng thấy ngực thắt lại, hay tiên sinh rời đến Tây Viện Phủ Khang, quận Vương đi, chúng ta có thể chăm nom lẫn nhau. Nhân ngữ thu lắc đầu, sau khi phượng thể của Hoàng hậu nương nương ổn định lại, ta muốn trở về Phúc Ninh, như vậy ca ca có tin tức, ta cũng nhanh chóng nhận được. Chưa kể, trường bối ở nhà đều đã lớn tuổi, chuyện trong nhà cần ta đỡ đần. Không hề nhắc đến chuyện muốn nàng giúp đỡ. Vành mắt lâm di đỏ ửng, nước mắt trực trào ra, nàng vội vàng dùng khăn lau mạnh rồi nở nụ cười. Ta cứ tưởng tiên sinh có thể ở kinh thành thêm một thời gian nữa. Ánh mắt nhân ngữ tu người sáng, chúng ta có duyên phận, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại tương phùng, gấp gáp làm gì? Thầm ý trong lời này là gì, hiện giờ cũng chỉ có mình Lâm Di nghe hiểu. Triều đình bạn cho nhân gia làm trung dũng hầu, bọn họ đương nhiên không thể tránh né việc nhập sĩ nữa, nhất là con cháu thừa kế tước vị, nói không chừng tương lai cả nhà đều phải rời vào kinh sống nhân ngữ thu cười khẽ như thế cũng tốt bình thường người trong nhà chẳng nói gì nhưng thật ra ai cũng thấp thỏm không biết ngày nào đại họa sẽ bổ xuống đâu bây giờ tai họa đã ở trước mắt rồi còn gì để sợ nữa đâu nàng nhìn xung quanh thấy không có ai khác mới nói tiếp trước khi đến đây phụ thân và ca ca đã tẩu tán không ít tàng thư cất trong nhà cũng viết thư cho toàn bộ thân hữu rồi tránh ngày nào đó có người vô cớ bị liên lụy Cà ca không sợ gì khác, chỉ sợ liên lụy người vô tội thôi. Trước khi vào kinh, ta còn nghĩ nói không chừng sẽ liên lụy tới em, muốn thông báo cho em biết trước, may mà quận vương gia đã chuẩn bị đối phó sẵn hết rồi. Đầu đuôi chuyện này thế nào, cho dù nhân ngữ tu tiên sinh không nói, lâm gì cũng mơ hồ hiểu được. Tiên sinh, lâm gì hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, sao tiên sinh không nghĩ cách khuyến huynh trường tiếp nhận phong thường của triều đình nếu huynh trưởng tiên sinh vẫn quả quyết không chịu nhân gia vẫn còn con cháu có thể mượn kép nhân ngữ thu tiên sinh gật đầu ta hiểu ý em chỉ là bây giờ viết thư cho nhà cũng không chắc chắn gửi được đến tận tay gồng xiềng đã sát mí mắt muốn vùng vẫy cũng không kịp nữa rồi sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch lâm di im lặng trong giây lát hay là thủ đi cầu xin hoàng hậu nương nương tiên sinh vừa từ trong công gia không tiện ra mặt để ta xem thử có thể đưa thẻ bài xin tiền cũng không nhân ngữ thu mỉm cười em thật sự cảm thấy đây là biện pháp tốt chỉ là một cách an ủi mà thôi lâm di làm sao không biết chứ nếu hoàng hậu nương nương giúp được thì hôm qua đã nhắc nhở tiên sinh rồi bây giờ nàng có đi cầu cũng chỉ nhận được cùng một kết quả trong lòng lâm di nhân ngữ thu tiên sinh có vị trí không giống với người khác huynh trưởng nhân gia cũng vậy lúc trước nàng bị tiên sinh phạt chép sách huynh trưởng nhân gia luôn năn nỉ muội muội tha cho nàng mỗi lần phạm lỗi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người nọ là lâm di liền thở phào cứu tinh tới rồi chất phác nhiều hơn văn vẻ thì thô lậu văn vẻ nhiều hơn chất phác thì giả dối văn vẻ và chất phác phối hợp thích đáng thê mới là bậc quân tử lúc ở phúc ninh nàng thường nghe người ta đàm luận như vậy về công tử của nhà họ nhân sau khi đưa tiễn nhân ngữ thu tiên sinh ra về tiểu tiêu thị vừa giúp Lâm Di thu xếp đồ đạc trở về phủ quận Vương, vừa dặn dò nàng, trở về nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu lão thái thái bên này có chuyện gì, mẹ sẽ phải người sang báo tin cho con hay ngay. Về mặt lẫn hành động của bà đều không cho phép nàng ở tại nhà mẹ đẻ nữa. Bà cũng chẳng quên làm thêm quần áo cho Lâm Di, liên tục càm giảm trong khi sắp xếp, con cũng đừng lo lắng quả về chuyện của nhân tiên sinh. Ở ngoài còn có quận vương gia co liệu mà. Đàn bà con gái như chúng ta chỉ cần quản lý tốt nhà cửa là được. Ở trong mắt Tiểu Tiêu thị, chỗ dựa lớn nhất của Lâm Di chính là Chu Thập Cửu. Nàng muốn dựa vào Chu Thập Cửu thì nhất định phải đồng tâm đồng đức với phu quân. Đồng tâm đồng đức là đạo nghĩa giữa vợ chồng, hắn Chu Thập Cửu đã sớm biết sẽ có một ngày nàng khuất phục, cam tâm tình nguyện giúp đỡ anh ta. Lâm Di đón ánh mắt của Tiểu Tiêu thị, "Mẹ yên tâm đi, ngày mai con lại đến thăm tổ mẫu." nói tới đây nàng dừng một thoáng mẹ cũng phải nghỉ ngơi tử tế ban đêm cứ để bạch ma ma giúp trông chừng tổ mẫu tiểu tiêu thị đã dọn giường chiếu vào phòng lão thái thái chuẩn bị hầu hạ thuốc thang bên giường mẹ chồng lâm di trở lại phủ khang quận vương thỉnh an chu lão phu nhân dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm tối xong mới vào phòng nghỉ ngơi một lúc đến khi giật mình mở mắt ra cảm thấy cổ họng khô khốc nàng đưa tay muốn lấy trà trên bàn thấp uống thầm giọng thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và nụ cười khoan thai nơi khóe môi của chu thập cửu dậy rồi à ta mới đối bình trà mới vừa hay uống được rồi sau khi đổi trà mới thường phải hãm một lúc cho chất trà tan ra lâm di đứng dậy uống trà cảm thấy cuống họng dễ chịu hơn nhưng giọng vẫn còn khàn khàn quận vương gia trở về hồi nào thể sao không bảo nha đầu gọi ta dậy Chu thập cửu nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Di, đáp, cũng vừa về thôi, nghe nói em ngủ nên không muốn quấy rầy em. Lâm Di cục mắt nhìn xuống đất, cơm nước chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta dùng bữa tối trước đi. Nụ cười trên mặt Chu thập cửu sâu hơn, ừ, bữa tối vô cùng phong phú, Lâm Di không thấy đói nên chỉ ngồi một bên từ tốn ăn, lặng lặng chờ Chu thập cửu. Bình thường Chu thập cửu luôn sới thêm hai bát cơm, nhưng đêm nay dường như chàng cũng không có khẩu vị lắm, vì vậy nhanh chóng đặt đũa xuống. Sau khi ăn cơm xong, Chu Thập Cửu hay tới kháng gỗ gần cửa sổ ngồi nghỉ, nhìn nàng sai bảo nhà hoàn làm này làm nọ. Người này cũng có sở thích vừa đọc sách vừa ăn đồ mọt tráng miệng sau bữa tối. Lâm Di vừa định bảo Quất Hồng mang bánh xốp hạnh đào lên thì Chu Thập Cửu đã đứng dậy, đêm nay ta phải xử lý không ít công văn, e rằng đến khuya mới xong được. Hạnh đào hạt óc chó chu thập cửu cực kỳ hiếm khi mang công văn về nhà làm ban đêm phần lớn thời gian đều dùng để trò chuyện và chơi cờ với nàng lâm di thấp giọng hỏi khuya cỡ nào ạ à? chu thập cửu nghiêng đầu nhìn nàng cười tít mắt nếu có nguyễn nguyên chờ mong ta sẽ trở về sớm dứt lời chàng lẳng lặng nhìn lâm di không biết vì sao lâm di như nhìn thấy sự mong ra giết từ trong đôi mắt kia anh ta sợ nàng sẽ nói ra những lời khác nét mặt chu thập cửu ẩn chứa vẻ mệt mỏi, đủ dập tắt nụ cười mỉm nơi khóe môi bất kỳ lúc nào. Tối qua chu thập cửu nghỉ lại nha môn, có lẽ không chợp mắt cả đêm, giờ mới trở lại phủ, làm gì còn nhiều công văn phải xử lý như vậy. Phàm là ai nhìn thấy vẻ mặt này cũng sẽ mềm lòng. Từ khi hai người thành thân đến nay, ở trước mặt nàng, chu thập cửu luôn nhìn như chân thành, thậm chí yếu đơ. Nhưng đã hiểu quá rõ tính cách của Chu Thập Cửu, nàng làm sao không biết đây lại là một tính toán khác của người này chứ? Tính toán để nàng nhịn không được phải hỏi ra. Lâm Di hơi ngẩng đầu nhìn lên, ta chỉ có một chuyện muốn hỏi quận vương gia, hoàng thượng đã quyết định phong nhân gia làm trung dũng hầu rồi. Một câu đi thẳng vào vấn đề, không cho phép chàng quanh co trốn tránh. Chu Thập Cửu mím cười, "Ừ. Vậy quận vương gia đã sớm tưởng trước chuyển nhân gia vì bách tính mà vào kinh. Lâm Di hát sâu một hơi, mùi hoa nhài thoang thoảng bay vào chóp mũi, hay là mọi chuyện đều do một tay quận vương gia thúc đấy, khiến nhân gia tự nguyện chui đầu vào tưới. Nếu người nhà họ nhân chết trong tay giặc qua, chẳng những bớt được người ngăn cản thảo phạt giặc qua, triều đình còn có thể lấy cớ xuất binh, lấy danh dự của nhân gia ở địa phương, ngư dân Phúc Ninh cũng chỉ có thể nhượng bộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 183, xa cách. Lâm Di nhìn thẳng vào khuôn mặt treo nụ cười mỉm của Chu Thập Cửu, "Ta nói có đúng không? Không phải vô cớ mà hoàng thượng được Bách Quan xưng là thánh quân, chí ít ngoài mặt hoàng thượng chưa bao giờ cố chấp với bất kỳ ý kiến nào, chuyện gì cũng muốn đưa lên chiều phân tích thiệt hơn rõ ràng." Khiến văn võ bá quan tâm phục khẩu phục chấp nhận quyết định của mình, khác hẳn các đời đế vương truyền quyền khác. Bây giờ mọi người đều cho rằng Hoàng thượng đã tiếp thu ý kiến của nhân của nhân gia, rút binh lực trên biển về, nhưng thật ra đó chỉ là kế hoãn binh của Hoàng đế thôi. Sau khi nhân Phụng Trúc bị giặc qua giết chết, Hoàng thượng sẽ có thể đường đường chính chính ban thưởng tước vị cho nhân gia. Những người trước đó một mực phản đối thành lập thủy quân cũng sẽ nghĩ tới kết cục của nhân Phụng Trúc mà thay đổi ý kiến. Phải hướng về dân tâm, được số đông ủng hộ như vậy mới có thể thuận lợi thành lập thủy quân. Còn người chu thập cửu như được phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dịu, ta cứ tưởng Nguyễn Nguyên sẽ hỏi ta chuyện bị phạt nửa năm bồng lộc cơ. Chu thập cửu tranh luận với nhân phụng trúc ở trước mặt hoàng thượng, thua đương nhiên phải chịu phạt. Nửa năm bồng lộc đổi lấy việc nhân phụng trúc phải theo thương đội ra biển. Lâm di cục mắt nhìn xuống, ta thấy không cần hỏi, quận vương gia sẽ chẳng bao giờ để mình chịu thiệt. Nàng thoáng dừng lại, công tử Nhân gia và quận vương gia vốn là bạn tốt của nhau. Quận vương gia không định nhắc nhở Nhân công tử chuyến đi này rốt cuộc sẽ có kết quả gì ư? Chu Thập Cửu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn Lâm Di không chớp mắt, Nguyễn Nguyên thật sự cho rằng ta không nói gì với Nhân công tử hay sao? Nhân công tử không chịu thay đổi suy nghĩ thì cũng không thể bắt ta đổi ý đúng về phía cậu ấy được. Thành ý đã quyết, cho dù có ta đứng bên cạnh cậu ấy kết quả cũng chẳng thể khá hơn. Nghe vậy, Lâm Di nhếch môi cười khẽ. Đây không phải lời thật lòng, mục tiêu của Chu Thập Cửu luôn là thánh chỉ hủy lệnh cấm biển, từ đầu đến cuối người này luôn biết nên đi bước nào, và cuối cùng sẽ được kết quả gì. Lâm Di buông dụ tay xuống bên người, vòng ngọc nơi cổ tay chạm vào nhau phát ra tiếng len keng trong trèo. Sáng sớm hôm nay nàng cố tình chọn đeo cặp vòng ngọc này, đây là quà Chu Thập Cửu tặng nàng mấy ngày trước một chiếc đỏ tươi, một chiếc xanh biếc, tuy không quý giá bằng ngọc lâm điền nhưng hoa văn của cặp vòng đối ứng với nhau, khiến người ta nhớ tới nguồn gốc của hai chữ phi thủy. Chim trống là phi, chim mái là thủy, màu lông cũng tương ứng với đỏ rực và xanh biếc, một trống một mái hợp lại thành phỉ thúy. Xuất phát từ huyện Lâm Diền tỉnh Thiểm Tây là một trong các loại ngọc nổi tiếng thời xưa. Vì vậy loại vòng này phải đeo theo cặp. Sáng sớm khi đeo vòng vào, Lâm Di còn cố ý lắc lắc tay vài cách, khi ấy hai chiếc vòng va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo êm tai, nhưng bây giờ nghe lại thấy chói. Chu thập cửu nhìn cổ tay Lâm Di, Nguyễn Nguyên bắt đầu đeo đôi vòng này từ bao giờ thể. Nàng mà có gì khác biệt, Chu thập cửu đều phát hiện ngay. Anh ta hỏi như vậy cũng chỉ vì muốn nhắc nhở nàng, nàng là khang quận Vương Phi, nên đứng về phía anh ta. Lầm gì không nói thêm gì nữa, xoay người muốn ra ngoài, xong chỉ đi được hai bước tay nàng đã bị Chu Thập Cửu kéo lại. Nguyễn Nguyên, chỉ cần có tranh luận thì sẽ có đúng sai. Nhân ra được hoàng tộc tiền triều xem trọng liền không chịu nhập sĩ cho triều đại chu. Thành tổ, cao tông muốn dùng người nhân ra đều bị họ thoái thác, nếu đổi lại là hoàng đế nào đó của tiền triều, nhân ra đã bị xử chém cả họ. Vì thế, hoàng thượng kéo dài tới bây giờ xem như đã rất nhân từ rồi. Nàng sớm biết về sự tàn nhẫn lạnh lùng của Chu Thập Cửu, nhưng lại quên mất người này còn là con cháu hoàng gia chính thống. Nếu bàn về lòng chung với triều đại Chu, thật sự không mấy ai có thể bì được. Đáy lòng Lâm Di đột nhiên nổi lên một mồi lửa, nhân gia đã chọn cuộc sống không tranh không giành, ở Phúc Ninh hành y cứu thế, chỉ riêng nhân ngữ Thu Tiên sinh đã cứu được không biết bao nhiêu người so sánh với họ, hoàng thật có biết bao nhiêu con cháu tùy ý làm bậy. Nếu quận vương gia nghĩ cho đại cục, tại sao không bắt tay từ phía mình, khiến con cháu tổn thất làm gương trước? Nói tới đây, nàng lại khẽ cười, trần gia chúng ta là huân quý mà vẫn phải giúp tôn thất cầy đất nuôi tá điền, thể thì đừng nói đến bách tính thường dân. Bình thường đi dự tiệc ta cũng hay nghe nói bên tôn thất doanh có người chết, nhưng so với nơi bờ biển xa xôi, bách tính chất dưới tay giặc qua hay chết đói vì thiên tài sẽ ít hơn ư nhân gia yêu cầu đừng hao phí bạc vào chiến tranh xin giảm bớt thuế má cho dân có gì sai sao dựa vào đâu mà tôn thất và huân quý được cầm y ngọc thực còn người nhân gia phải đi chịu chết trong lòng quận vương gia nghĩ thế nào ta nhìn không thấu quận vương gia không muốn nói thì không cần phải nói có điều xin ngài đừng lấy những lời đường đường chính chính như vậy làm cớ Chu thập cửu chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Di có ánh mắt như hôm nay cả. Trước đây, chàng muốn cố gắng nhìn rõ xong đều bị nàng tránh né. Nhưng bây giờ nàng không hề che giấu nữa, thật sự tức giận nhìn chàng, lần đầu tiên để chàng thấy rõ cảm xúc của nàng. Bởi vì nhân gia và Phúc Ninh chính là đại diện cho khoảng thời gian vui sương nhất của nàng. Sau khi vào kinh, nàng trở nên cẩn thận, giấu tất cả mọi cảm xúc, làm gì cũng dốc hết sức cho vẹn toàn chỉ có trung thân đại sự là bị chàng tính toán vượt khỏi tầm tay thôi. tuy nàng chưa từng khóc lóc tránh né, song không có nghĩa là trong lòng nàng không có suy nghĩ và tính toán. chu thập cửu vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt. giang nam có không ít tài tử, nhưng người tham gia khoa cử hàng năm lại chẳng được bao nhiêu. nhận ra chọn sống ẩn dật ở phúc ninh, tuy nhiên vẫn qua lại với các đại tộc giang nam. nếu nhân gia đồng ý công hiến cho triều đình không biết triều đình có thể tuyển thêm được bao nhiêu nhân tài nữa. Đây chính là nguyên văn của Hoàng thượng, dẫu không có chuyện thủy quân, nhận ra cũng chẳng thể sống ẩn cư tị thế mãi. Chu thập cửu có đổi cách nói thành dễ nghe đến đâu cũng không che giấu được tính cách thật là hễ có lợi thì sẽ bất chấp mọi thứ trong mắt chu thập cửu chỉ có bản thân anh ta. Như thế có khác gì với thành quốc công mải mê mua quyền đoạt lợi đâu? Nếu không từng trải qua một kiếp, Nói không chừng nàng sẽ tin tưởng Chu Thập Cửu, nhưng đã có bài học đời trước, nhân gia bây giờ lại đang đi vào vết xe đổ của Trần gia khi trước, dẫu cho muốn thuyết phục bản thân nghĩ khác đi nữa, nàng cũng không tìm ra lý do buộc mình phải làm vậy. Chu Thập Cửu cưới nàng cũng chỉ vì lợi ích thúc đẩy, nếu Trần gia không có sự kiện bị đoạt tước năm đó, hoặc cha không có công giúp đỡ Chu Thập Cửu diệt trừ thành quốc công, Chu Thập Cửu đã không hao tổn nhiều tâm trí như vậy để cưới nàng về. Đây không phải là suy đoán của nàng, tất cả đều là sự thật xảy ra ở kiếp trước. Cho nên giữa nàng và Chu Thập Cửu đã định sẽ luôn có một tầng ngăn cách. Chân trời ngoài cửa sổ bỗng lóe chớp rồi một tiếng sét vang lên khiến bầu trời như nổ tung, Lâm Di giật nảy mình, vừa lấy lại tinh thần thì đã bị Chu Thập Cửu kéo vào lòng. Tay Chu Thập Cửu theo thói quen vỗ nhẹ bờ vai nàng, cử chỉ thường làm với nàng trước khi ngủ mỗi đêm. Sấm sét qua đi, theo sau là màn mưa như chút nước. Mùi ẩm ướt theo cửa sổ ùa vào, cuốn phăng chút ấm áp cuối cùng trong phòng. Lâm Di thoát ra khỏi vòng tay của Chu Thập Cửu, sai Quất Hồng bảo người chuẩn bị đồ che mưa, quận vương gia muốn đến thư phòng. Chu Thập Cửu sớm biết được chuyện của nhân gia đã truyền ra ngoài, cho nên muốn hỏi nàng có trách mình hay không, và có bị đuổi đi thư phòng ngủ hay không chứ gì. Nếu đối phương đã sớm dự liệu được, vậy nàng cũng không cần khách khí nữa. Chu Thập Cửu chỉ cười, không nói gì khác. Sau khi nha hoàn bung dù đưa Chu Thập Cửu sang thư phòng, Lâm Di ngồi trên ghế nhìn màn mưa xối xả ngoài cửa sổ. Quất Hồng đi tới muốn đóng cửa sổ lại, Lâm Di lại nói, cứ để cửa sổ mở, cho thoáng khí cũng tốt. Mưa theo gió tạt vào phòng cũng khiến người thấy mát mẻ thoải mái hơn. Lời lẽ đè nén dưới đáy lòng rốt cuộc cũng nói ra được ngực nhẹ nhõm đi không ít. Lâm Di rửa mặt xong thì lên giường nằm nghe tiếng mưa bên ngoài. Một lúc sau Bạch Thược vào báo, giường chiếu ở thư phòng đã chuẩn bị tử tế rồi à? Quận Vương ra nói không cần ai hầu hạ. Lâm Di Ừ một tiếng rồi nói, cải chốt xong thì đi nghỉ sớm hết đi. Bạch Thược, ôi ra bảo bà từ cài chốt cửa, sau đó vào phòng cầm đèn ra ngoài. Khoảng không trước mắt trở nên tối mịt, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có tia chớp xẹt ngang bầu trời đêm. Nằm nghe tiếng mưa thêm một lúc, Lâm Di chậm rãi nhắm mắt lại, cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau thức dậy, Lâm Di bảo nhà bếp đưa điểm tâm đến thư phòng. Nàng cầm kim khâu đến thư phòng ngồi chờ chu thập cừu dùng bữa sáng xong ra ngoài mới trở về phòng gọi quản sự trong phủ đến hỏi chuyện. Bệnh của lão thái thái nhánh cả vẫn chưa đỡ, Lâm Di muốn trở về trần gia cho nên chỉ dặn dò quản sự vài chuyện quan trọng trong phủ rồi cho lui. Khi phòng không còn ai khác, cùng mama do dự hồi lâu mới lên tiếng khuyên nhủ, nô tỳ cũng biết quận vương phi thân tình với nhân tiên sinh thế nào, nhưng tình thể đã hết cách xoay chuyển, quận vương phi cũng đã nói hết những gì muốn nói với quận vương gia. Vậy là đủ rồi, tuyệt đối đừng xa lạ như thế, ngọt kép, lâm di hiểu ý của cùng mama trừ phi chu thập cửu không cần nàng nữa, bằng không họ sẽ phải sống cả đời với nhau. Nếu cứ xa cách mãi, chu thập cửu nạp thiếp, nàng sẽ mất đi sự che chở của phu quân, ma ma yên tâm đi. Cho dù nàng không nói ra những lời kia, chu thập cửu cũng biết rõ lòng nàng muốn gì. Bây giờ nàng thật sự không muốn suy nghĩ nữa. Sau khi trở lại phù quảng bình hầu, Lâm Di đi thẳng tới viện chính thăm lão thái thai nhánh cả. Tiểu tiêu thị tỉ mỉ chăm sóc lão thái thái cả đêm, nhìn thấy Lâm Di tới mới yên lòng đi nghỉ ngơi. Lâm Di cùng nhân ngữ thu suy nghĩ vài loại dược thiên thay đổi để lão thái thái ăn không ngán. Lão thái thái nhánh cả thấy cháu gái đến mỗi ngày, tâm trạng vui vẻ nên cũng ăn được nhiều cơm hơn. Dùng bữa xong, hai bà cháu ngồi trò chuyện với nhau. Cháu đã nói chuyện nhân gia với quận vương gia rồi đúng không? lão thái thái nhánh cả vừa nói vừa đưa tay chỉnh ống tay áo của lâm di chuyện gì cũng không đạt được tổ mẫu lâm di còn chưa lên tiếng lão thái thái nhánh cả đã khuyên có một số việc không thể phân rõ ai đúng ai sai quận vương gia được thúc thẩm nuôi lớn đương nhiên không giống người khác khó trách vì sao tại quen suy tính cho bản thân cháu đừng nghĩ quá nhiều đây cũng là nguyên nhân ban đầu bà không đồng ý cuộc hôn nhân này nếu lục nha đầu gả tới tề gia tuy không vinh quang bằng bây giờ nhưng sẽ thoải mái hơn hẳn giữa vợ chồng cũng không cần xét nét suy tính nhiều điều bà lo sợ chính là sự khác biệt về tính cách giữa lục nha đầu và quận vương gia đời người rất dài vinh hoa phú quý đều chỉ là mây khói thoảng qua quan trọng nhất là bên cạnh phải có một người biết nóng biết cạnh lâm di nói cháu cũng biết quận vương gia bất đắc dĩ mới như vậy tổ mẫu đang bệnh không thể suy nghĩ quá nhiều, nàng không muốn làm tổ mẫu bận tâm. Hai bà cháu đang nói chuyện thi bạch ma ma vào nhà thưa, tề nhị nãi nãi đến thăm lão thái thái à. Châu lang huyên tới rồi, lâm di đứng dậy ra ngoài đón khách. mươi 184, thổ lộ nỗi lòng. Chậu lang huyên mặc áo sa xa mỏng xanh thấm váy lụa vàng nhạt, bên ngoài khoác dao lĩnh, eo thắt đai kết hoa nhìn thấy lâm di, nàng mỉm cười đầy thân thiết lão thái thái sao rồi? Có khá hơn chút nào không? Giao lĩnh là loại áo cổ chéo, một trong những kiểu y phục thời xưa. Lâm Di khẽ gật đầu, cũng đỡ hơn rồi À? Ngụy nói muốn khỏe hẳn thì phải chờ đến mùa đông. Châu Lang huyện nhìn vào mắt Lâm pha trống muối kìa, tiêu tuy quá đi, như thể sao được, phải biết chăm sóc mình chứ. Hai người đi nhà, lão thái thái chi trưởng đã để bạch ma ma đỡ mình mồi dậy, nhìn thấy Châu Lang huyên liền cười nói lâu rồi mới thấy cháu tới chơi, nhất định phải chờ bà già này ngã bệnh mới chịu đến cơ đấy. Châu Lang Huyên mỉm cười, ngày nào cháu cũng nhớ mọi người, nhưng sợ lão thái thái chê cháu ồn ào nên không dám đến quấy giày. Nói gì vậy chứ, lão thái thái chi trưởng cười hiền lành, đến được mỗi ngày ta còn vui hơn nữa, nhưng thời gian này cháu ít tới vẫn hơn, không khéo bị ta lây bệnh thì khổ. Tổ mẫu cháu từng nói, bệnh người già ấy à? chỉ cần được vãn bối vây quanh sẽ khỏe lại ngay. Châu Lang Huyên cùng Lâm Di ngồi xuống mép giường, mỗi lần tổ phụ với tổ mẫu cháu bệnh, nhà cháu cũng rối ren hết mấy ngày, người đoán xem sau đó thì sao. Bệnh tự nhiên đỡ hơn, lão thái thái chi trường bị chọc đến phì cười, con bé này, dẻo miệng thật, mới nói có mấy câu mà khiến ta thoải mái hơn hẳn. Sau khi trò chuyện với lão thái thái chi trường thêm một lúc, Lâm Di Hầu hạ bà nằm xuống ngủ rồi kéo tay Châu Lạng Huyên vào phòng mình nói chuyện. Hai người đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Lâm Di cười hỏi, thế nào? Mọi thứ đều thuận lợi đúng không nào? Châu Lạng Huyên biết Lâm Di quan tâm mình, cười gật đầu, ừ. Nàng không muốn nói nhiều về mình, còn muội thì sao? Ta nghe nói bên nhân gia không được suôn sẻ lắm, giờ lão thái thái lại bệnh. Muội, Lâm Di mỉm cười ta và nhân tiên sinh vẫn đang nghĩ cách. Nàng thật sự không biết phải nói thế nào với Châu Lạng Huyền. Hai người im lặng trong khoảnh khắc, rồi Lâm Di ngẩng đầu lên, vô tình trông thấy ánh mắt phức tạp của Châu Lang Huyên, ánh mắt ấy dường như cũng chứa chất tâm sự giống như nàng. Những biểu cảm đó của Châu Lang Huyên chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, Lâm Di rời mắt, coi như không nhìn thấy. Quận Vương Gia không thể giúp đỡ sao? Lâm Di khẽ lắc đầu, đã tìm hết mọi cách rồi. Châu Làng Huyên muốn an ủi Lâm Di vài câu nhưng lại không biết nói thế nào mới ổn, rồi nàng chợt liếc thấy hộp gỗ nằm trên bàn, nắp hộp treo lủng lẳng một cái khóa nhỏ kỳ lạ. Đây là khóa gì vậy? Trông lạ thật. Lâm Di nhìn sang, là cái hộp mà Chu Thập Cửu đưa cho nàng, nàng nhớ không hề mang nó ra khỏi phủ Khang Quận Vương kia mà, nhất định là Bạch Thược tự tung tự tác rồi. Nhà đầu kia đúng là càng ngày càng lớn gan đây là khóa khổng minh châu lang huyên cầm lấy khăn che miệng cười quận vương gia biết muội thích những vật này nên cố tình mua về đây mà nàng vui vẻ hỏi có thể cho ta nhìn một cái không lâm di lấy hộp gỗ đưa cho châu lang huyên châu lang huyên nhận lấy hộp rồi xem xét tỉ mi tinh xảo thật vậy mà muội cũng có thể mở được lâm di cười lắc đầu ta cũng không mở được châu lang huyền thoáng khựng người ngẩng đầu lên nhìn lâm di Ánh mắt Lâm Di luôn trong trẻo vô cùng, song giờ lại hiện rõ tơ máu li ti. Châu Lang Huyên khẽ cười, nhẹ lắc đầu, theo ta biết, đôi tay này của muội khéo léo hơn ai hết, chỉ có muội không muốn mở ra thôi, chứ không có chuyện muội không mở được. Châu Lang Huyên là người thông minh nhất trong số bạn bè của nàng, chỉ nhìn thoáng qua đã dễ dàng đoán trúng tâm sự của nàng. Châu Lang Huyền im lặng trong chốc lát rồi nói, xem ra là ai cũng vậy thảo nào hôm thành thân tất cả đều khóc như mưa, cuộc sống ở nhà chồng quả nhiên không dễ chịu như lúc còn ở nhà mẹ. Giọng điệu ai oán này rõ ràng tương ứng với vẻ mặt ảm đạm ban nãy của nàng ấy. Đối phương đã chịu nhắc tới, Lâm Di liền thử thăm dò, tỉ tỉ sống ở tề gia không tốt ư. Châu Lang Huyên nhìn về phía cửa sổ, cũng không hẳn là không tốt, mẹ chồng đối xử với ta rất tốt, ta muội muội thường xuyên trở về hàn huyên với ta ta và ngũ muội muội cũng hợp tính nhau. Vậy tức là vì tề trọng hiên, là nhị gia, chàng vẫn giống như lúc ta nhìn thấy trước khi thành thân, về đến nhà là dành hơn nửa thời gian ở trong thư phòng. Châu Lang Huyền thoáng dừng lại, ta vốn là người không thích nói chuyện, nhưng ở trước mặt chàng liên thành ồn ào lắm lời. Nói cách khác, tề trọng hiến ở nhà cũng không muốn mở miệng. Châu Lang Huyền khẽ thở dài, ta hoàn toàn không biết chàng nghĩ gì, nhưng vẫn không thể ngừng phỏng đoán, song dù cô cũng chẳng đoán được. Tế Trọng Hiên đúng là trái ngược với Chu Thập Cửu. Sau khi thành thân, Dỗ Chu Thập Cửu không chủ động nhắc tới chính sự ở trước mặt nàng, song cũng chẳng giấu giếm, hơn nữa còn tùy ý bộc lộ tính cách thật cho nàng xem. Nhờ thế nàng mới ngày càng hiểu Chu Thập Cửu hơn, biết rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta. Giống như trong sự kiện của nhân gia, tuy qua lại thân thiết với nhân gia, nhưng Chu Thập Cửu vẫn không đưa tay giúp đỡ họ. Đứng trước hoàng mệnh tất cả đều phải khuất phục, Chu Thập Cửu là thần tử, đương nhiên muốn tự vệ trước. Chỉ mình nàng biết, từ lần đến Phúc Ninh gặp gỡ nhân phụng trúc bàn về tình hình địa phương, Chu Thập Cửu đã tính toán sẵn đến bước này rồi. Không phải nàng muốn đổ hết tội lỗi về kết quả bây giờ của nhân gia lên đầu Chu Thập Cửu, nàng chỉ nhất thời khó tiếp nhận bản chất toan tính quá mức của anh ta với bất kỳ ai điều đầu tiên chu thập cửu nghĩ đến chính là có thể lợi dụng được hay không hôm nay là nhân gia ngày mai không biết sẽ là ai đây châu lạng huyền nói mấy ngày nay ta luôn nghĩ chỉ cần chàng nói thật với ta dù xấu hay tốt ta đều có thể tiếp nhận có đôi khi nàng tự hỏi có phải mình yêu cầu quá xa vời không mẫu thân luôn nói tể trọng hiện đối với nàng tốt lắm rồi chuyện gì cũng tôn trọng ý kiến của nàng trong nhà có rất nhiều nha hoàn thông phòng xinh đẹp, nhưng y không hề liếc mắt tới. Thế nhưng, có hàm thế nào nàng vẫn không bước vào lòng y được? Nàng hy vọng, có thể mở lòng với mình, hy vọng không mãi gặp cảnh nửa đêm tỉnh dậy bên cạnh vắng bóng người. Chậu lang huyện cười nhìn Lâm Di, nói đùa, thật lòng ta hâm mộ muối lắm đấy Lâm Di. Lúc trước bên ngoài có đủ lời đồn đãi về muội không ngờ cuối cùng đều là do Chu Đại Thái Thái chân thi giờ trò. Bây giờ người ta đều nói với ta rằng, quan hệ giữa Khang Quận Vương và Túc Thẩm mình không thân thiết như mặt ngoài. Nàng lại mỉm cười, Lâm gì, đây là sở trường của muội ai cũng không thể bằng bất kỳ tình huống này cũng có thể khéo léo ứng phó được. Nếu đổi lại là ta, gặp chuyện như vậy thì hoặc trở về nhà mẹ khóc lóc, hoặc để phủ Khang Quận Vương rơi vào tầm khống chế của cả nhà Chu Lão Phu Nhân ta vĩnh viễn cũng không so được với muội cho nên điều ta muốn nói là muội thông minh như vậy hắn biết nên làm thế nào để được hạnh phúc một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ là điều trong tầm lựa chọn của muội mà muội nhất định phải chọn thế nếu ngay cả muội cũng không thể hạnh phúc vậy người khác còn biết làm sao nữa lúc châu lang huyên nói ra câu này vành mắt hai người đều đã ươn ướt đừng chỉ nói ta lâm di cười bảo tỷ sẽ làm tốt hơn cả ta Châu Lang Huyên lắc đầu, ta đã hết sức rồi, không biết tương lai sẽ thế nào nữa. Nói tới đây nàng lại mỉm cười, ta vốn muốn xin ý kiến của muội, ai ngờ muội cũng đầy tâm sự. Lâm Di nhớ Đàm Mama từng kể rằng, lúc Tiểu Tiêu thị mới gả vào Trần gia, cha vẫn còn đau đớn không nguôi vì mất vợ đột ngột, cho nên rất khó nói chuyện. Cũng may Tiểu Tiêu thị không kỹ tính như người khác, cứ thể từ từ dùng chiều mưa dầm thấm câu rốt cuộc cũng đột phá được, đến bây giờ thì một ngày cha cũng không thể xa bà. Mặc dù Lâm Di biết dục tốc bất đạt, nên khuyện châu lặng huyên nghĩ thoáng một chút, không chừng qua ít ngày nữa sẽ ổn thôi, thế nhưng nhìn tại bản thân mình và chu thập cửu, đến nay vẫn không được như vậy. Mọi cá thể trên đời đều khác biệt, nhất là giữa phu thê với nhau, rất khó dựa vào kinh nghiệm của người khác để phán đúng hay sai, nói nhiều ngược lại sẽ biến khéo thành vùng. Châu Lang Huyên kéo tay Lâm Di, biết dạo này muội rối ren nhiều chuyện nên ta có mời Trịnh Thất tiểu thư đến Tề gia làm chơi, chúng ta cùng Hàn Huyên một phen, về sau có chuyện cần ý kiến thì đều trông cậy vào muội đây. Đưa tiễn Châu Lang Huyên ra về xong, Lâm Di lại đến thăm lão thái thay nhánh cả, nhân tiện cũng cho người thu dọn chuẩn bị trở về phủ Khang quận vương. Tiểu Tiêu thị lôi kéo nàng buồng trong, nhánh thứ hai bên kia xảy ra chuyện rồi lầm gì còn đang suy nghĩ xem là gì tiểu tiêu thị đã nói tiếp là nhị lão gia trần doãn chu bị người ta bắt gặp cùng đám con cháu tôn thất uống rượu trong giờ làm thế là cả bọn bị lôi ra đánh bằng gậy vừa mới được người khiêng về nhà bà lại thêm vào trước đó vài ngày nhị thúc con còn ngồi châm biếm chúng ta hôm nay liền bị phạt tính ra triều đình cũng công bằng lắm cục diện triều chính biến hóa quá nhanh chuyện thủy quân phúc kiến mới dịu bớt thì liền truyền sang chỉnh đốn quan lại Trần Doãn Chu vừa vặn trở thành con tốt thí đầu tiên. Tiểu tiêu thị mới dứt lời, đàm ma ma đã đi vào thưa, nhị lão thái thái sai người đến báo rằng mai sẽ sang đây thăm lão thái thái à. Là vì chuyện của Trần Doãn Chu rồi. Tiểu tiêu thị gật nhẹ rồi nhìn về phía lâm di, nhất định là tới hỏi thăm tin tức, lúc này mới nhớ tới cha con, sao không chạy tới cầu cạnh đồng ra đi. Tiểu tiêu thị là kiểu người dù tức giận cũng không nói được lời tàn ác lâm di cười nắm tay bà bất kể họ nói thế nào mẹ cứ vờ như nghe không hiểu là được chuyện trong chiều có ai nói chính xác được đâu trần nhị thái thái điền thị tiêu tốn phần lớn thời gian tới chỗ các nữ quyền rằng kinh phật nên mới dẫn tới việc trần doãn chu sa đà vào rượu trẻ gái gú cả ngày bây giờ phu quân quậy ra chuyện như vậy điền thì cũng nên kiềm chế lại dồn tinh lực để co chuyện trong nhà dẫu gì thì cũng chưa cạo tóc làm ni cô tiểu tiêu thị đưa lâm di lên xe ngựa xe ngựa vừa rời khỏi trần gia lâm di tiền cảm thấy nặng đầu về đến phủ khang quận vương thì liên tục hắt xì mấy cái bạch thược vội vàng bảo nhà bếp làm canh gừng nhất định quận vương phi bị cảm do cơn mưa tối qua rồi để em mời tang trung vào phủ kê đơn nhé lâm di khẽ lắc đầu nàng nào có yếu ớt tới vậy cúc ở phúc ninh mưa suốt cũng chẳng thấy bệnh hoạn gì uống canh gừng nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi ngoài miệng nói vậy, ai ngờ bệnh thật sự ập tới, Lâm Di gắng gượng xử lý ổn thỏa chuyện trong phủ, dặn dò nhà bếp làm bữa tối xong mới về buồn nằm nghỉ sau khi ngủ một giấc, cả người dường như nhẹ hẳn đi, chỉ có mũi là vẫn còn hơi sút xịt. Lâm Di để Bạch Thược dìu dậy, giờ nào rồi? Quận Vương Gia đã về chưa? Bạch Thược ngật đầu, cuối giờ thân, giờ chiều, à, Quận Vương Gia đã về rồi. Lâm Di chỉnh tại búi tóc, đang muốn hỏi cơm nước chuẩn bị xong chưa thì quất hồng hớt hải chạy vào nói, quận vương gia đang nổi trận lôi đình bên ngoài à, đuổi hết hạ nhân trong nhà bếp nhỏ ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 185, Làm Hòa. Quất hồng nhỏ giọng nói, hôm nay quận vương gia thật kỳ lạ ngay cả đồng ninh cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Di hỏi, lúc quận vương gia trở về có vào nhà không? Quất hồng cúi thấp đầu, có À? bọn nô tỳ muốn tới hầu quận vương gia thay quần áo nhưng quận vương gia chỉ nhìn quận vương phi một lúc rồi bỏ ra ngoài bọn nô tỳ vốn muốn gọi quận vương phi dậy mà quận vương gia không cho phép cũng may không phải ồn ào ở nhà bếp chính bằng không lúc này chu lão phu nhân đã cho người tới hỏi rồi trong nhà bếp nhỏ cùng mama đã cho hạ nhân lui ra ngoài hết lâm di dẫm lên bậc thang định bước vào cùng mama liền nói Quận vương gia đã nói là không cho phép ai vào à? Ở đâu ra nam nhân chạy vào bếp như vậy chứ? Lâm Di nhìn sang cùng Mama, dặn người hầu trong bếp không được ra ngoài nói lung tung. Cùng Mama gật đầu, nô tỳ đi xử lý ngay đây. Lâm Di để bọn quất hồng ở lại bên ngoài, một mình đẩy cửa nhà bếp. Bên trong im lìm, Lâm Di rào bước đi thẳng vào, tia nắng luồn qua song cửa sổ uốn hình hoa mai vẽ thành những vạt vàng nhạt trên mặt đất trong bếp vô cùng bừa bộn, tựa như vừa chuẩn bị cho một bữa tiệc mà chưa kịp thu dọn. Sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó eo bị siết chặt, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Khí tức quen thuộc và nụ cười nhẹ nhàng. Lâm gì biết ngay là Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu vẫn chưa thay quan phục ra, vạt áo gấm theo hình mãng xà xòe bị cuốn lên để lộ áo mắn bên trong. Đây chính là cái áo ngắn đã mặc hôm qua. Chu Thập Cửu luôn thay áo bảo sạch mỗi ngày, sáng sớm hôm nay nàng đã cho người chuẩn bị săn cây mới mà người này lại không mặc. Quận vương gia đang làm gì vậy? Chu Thập Cửu giơ tay lên định xoa chán Lâm Di như bình thường, hôm nay lại bỗng hựng lại nửa chừng. Hai người bất hòa từ tối hôm qua, đến nay vẫn không nói lời nào, đương nhiên không có khả năng giống như ngày thường. Lâm Di muốn thoát khỏi vòng tay của Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu lại xoay người đối mặt với nàng chậm rãi cúi đầu xuống lâm di còn chưa kịp phản ứng thì chu thập cửu đã chạm chán mình lên chán nàng hơi nóng hơn bình thường ta đã sai người đi mời lang trung rồi dứt lời chàng nhấc bổng lâm di lên bể tới ghế dựa ngồi ta không sao giờ nàng mới nhớ mấy ngày nay trong viện có không ít nha đầu ngã bệnh hồ đào cũng bởi vì bệnh mà không thể hầu hạ trong phòng có lẽ nàng cũng bị nhiễm cùng chứng bệnh rồi tối hôm qua nàng đã cảm thấy là là chẳng qua chưa kịp để ý tới, ngược lại phải nói quận vương gia ấy, đừng để bị ta lây bệnh. Chu thập cửu khẽ cười, bên cạnh vang lên tiếng củi cháy lách tách trong lò. Lâm di nghiêng đầu nhìn lò củi, quận vương gia đang làm gì thế? Chu thập cửu xoay người đi tới lò, thản nhiên cầm lấy dao phay trên thớt gỗ, củi đầu tỉ mỉ thái nguyên liệu, khi còn bé mỗi lần ta bệnh, mẫu thân thường làm đồ ăn cho ta đã qua nhiều năm nên ta không nhớ rõ chi tiết lãm nhưng vẫn nhớ được sơ sơ lầm gì hơi kinh ngạc quận vương gia bảo nữ đầu bếp làm là được mà chu thập cửu cười tít mắt nếu ta không có tước vị và thân phận tôn thất là bách tính thường dân thì làm mấy việc này chẳng tính là gì cả đương nhiên sẽ không giống trong nhà dân chúng vợ làm cơm chống phụ nhóm củi là chuyện bình thường nhưng như bây giờ thì không hợp phép đuổi hết hạ nhân trong bếp ra hết người bên ngoài đều thấp thỏm bất an không biết đã làm gì chọc giận quận vương ra đấy. Sau khi phụ thân bị hoạch tội, cả nhà tìm một tiểu viện ở ngoại ô Kinh Thành để ở. Hàng xóm là một tú tài lớn tuổi, tú tài kia ăn no bụng xong liền cầm sách đến cổng thôn ngồi, nói là đang rùi mài kinh sử nhưng thật ra phần lớn gian chỉ ngủ gật. gia cảnh viên tú tài đó thuộc dạng nghèo khó, mỗi lần trong nhà kêu hắn trở về phụ nhóm củi lửa hắn đều sẽ nói quân tử tránh xa nhà bếp. Lâm Di nhìn dáng vẻ lóng móng cầm dao của Chu Thập Cửu, nhớ tới dáng vẻ thanh niên hào hoa phong nhã ngày thường của anh chàng thì nhất thời không kiềm được mà nhoẻn môi cười. Lấy thành ngữ ra dùng kiểu đó, thảo nào ra rồi mà vẫn chỉ là một tú tài. Trong thôn còn có một lão tiên sinh, một ngày nọ lão tiên sinh đến bờ sông rửa rau, gã tú tài thấy được liền chế nhạo lão tiên sinh. Lão tiên sinh đáp lại rằng, chị đại quốc cũng như nấu món ngon, bảo tú tài tới nhà bếp học hỏi một ít, nói không chừng học được cách chị quốc, tương lai có thể thi đầu. Nói tới đây chu thập cửu ngừng đầu lên, hai mắt lấp lánh người sáng. Với chu thập cửu đó hẳn là khoảng thời rất vui vẻ, giống như với nàng lúc còn ở Phúc Ninh vậy. chu thập cửu mở vung nồi ra, tính ra thì câu này rất đúng, chị đại quốc không dễ, nấu món ngon cũng không hề dễ. Lâm đi muốn đứng dậy đi qua giúp một tay, Chu thập cửu lại giơ tay ra đặt lên môi, xuyệt, Nguyễn Nguyên cứ để ta xử lý từ đầu tới đuôi nào. Cứ tưởng rằng nhớ được rất rõ ràng, Chu thập cửu cúi đầu xuống, nắng chiều dọi lên một bên sườn mặt tuấn tú tao nhã, làm ra lại không giống. Dứt lời chàng khụt khịt mũi một cái như rất oan ức, ta không biết nấu cháo là phải cho nhiều nước như vậy đấy. Ánh mắt nhìn Lâm Di lại sáng lên, Lâm Di lẳng lặng nhìn Chu Thập Cửu. Lần đầu tiên Lâm Di nhìn thấy dáng vẻ mặc quan bào loay hoay bận rộn trong bếp này của Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu bỏ nguyên liệu đã cắt xong vào nồi rồi nhìn chằm chằm trông chừng, thỉnh thoảng lại cầm thìa khuấy khuấy, hồi lâu sau mới hùng dũng múc vào bát bưng tới trước mặt Lâm Di. Là một bát cháo, bên trong có thịt băm nửa chín nửa sống và trứng gà đánh lộn xộn. Lâm Di nhớ khi còn bé cũng từng ăn món này trẻ con ngã bệnh hay kén ăn, cho nên người nhà luôn hầm cháo thật nhừ, bỏ thêm thịt băm và rau củ cho dễ ăn hơn. Sau khi lớn hơn một tí, có bị bệnh nàng cũng không còn ăn món này nữa, tiểu tiêu thị sẽ làm cơm canh thanh đạm cho nàng. Nhận biết của chu thập cửu về mặt này chỉ dừng lại khi còn bé, về sau lớn hơn chuyển đến ở với thúc thẩm dần dần rời xa tình thân gia đình, cho nên chàng luôn mặc định rằng hễ ngã bệnh thì phải ăn món này gạo vẫn còn nguyên hạt chưa mềm. Trước ánh mắt của Lâm Di, Chu Thập Cửu muốn múc một thìa nếm thử. Đừng, Lâm Di cười nói, vẫn chưa chín. Trong mắt Chu Thập Cửu hiện lên vẻ không cam tâm, song chàng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, để ta nếm thử. Gạo sần sật, đúng là khó ăn. Thôi để ta làm cho, Lâm Di đứng dậy bước tới cạnh bếp lò. Nhìn khung cảnh nồi trào bầy bừa lung tung trên bếp, Lâm Di cười, lấy đồ cần dùng ra, vò gạo mới bỏ vào nồi, quận vương ra giúp ta nhóm củi đi. Lửa lò nhanh chóng bùng lên, khiến mặt hai người ủng hồng. Nguyễn Nguyên vẫn còn giận ta, Lâm Di nhìn ngọn lửa, im lặng một thoáng mới nói, không có, ta chỉ không biết đối mặt với nhân ngữ thu tiên sinh thế nào thôi. Dứt lời nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu Thập Cửu, quận vương gia đã sớm biết nhân gia sẽ rơi vào cảnh ngộ này mà không nói cho ta biết trong khi ta và nhân tiên sinh vẫn một mực ôm hy vọng nếu quận vương gia không phải là phu quân của ta ta đã ở bên cạnh tiên sinh an ủi người nhân tiên sinh thành tâm thành ý chờ tin từ ta mà ta lại không thể nói đầu đuôi mọi chuyện cho người nghe khiến ta càng áy náy hơn tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy nàng thật sự không cách nào thổ lộ với người khác cho nên mới phát tác với chu thập cừu từ khi thành thân đến nay hai người bọn họ chưa từng thẳng thắn để lộ suy nghĩ cho nhau biết lần này tuy là cảm xúc tiêu cực nhưng nàng lại đồng ý chủ động để chu thập cừu biết được suy nghĩ trong lòng nàng đều là lỗi của ta cả lâm di nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút ta luôn im lặng không hỏi quận vương ra cho dù trong lòng có nghi ngờ thì vẫn vờ như ông có gì che giấu tính cách thật để tạo cảnh bình yên giả tạo cố là một đôi vợ chồng tôn trọng lẫn nhau Thật ra bọn họ đều sai rồi. Cho nên thà nói ra để đôi bên biết được khúc mắc của nhau. Nếu muốn làm phu thê thật sự, trước tiên phải hiểu rõ nhau đã. Dẫu không thể đỡ đần nhau trong lúc hoạn nạn thì cũng có thể đối đãi chân thành với đối phương hơn. Lâm Di cục mắt nhìn xuống, nếu đã là phu thê, chí ít quận vương gia không nên giấu giếm ta về những chuyện liên quan tới người bên cạnh ta. Nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, ta còn phải dùng thân phận quận Vương Phi đối mặt với người khác. Nguyễn Nguyên, đây chính là ta. Chu Thập Cửu cầm lấy tay Lâm Di, vẻ trầm tĩnh trong mắt chàng khiến người ta bất giác thấy lạnh lẽo. Chỉ cần là chuyện có lợi cho bản thân, ta tuyệt đối sẽ không do dự mà lợi dụng. Và khi gặp khó khăn, ta sẽ bằng mọi cách để không thua. Chu Thập Cửu khẽ cười, đôi lông mày như nhiễm xương giá. Vốn liếng của ta chỉ có khả năng tính toán này mà thôi tính thua chính là mất hết, cho nên ta không thể nhượng bộ trong bất kỳ tình huống nào. Tính cách phu quân như thế, là âm u hay tàn nhẫn, chàng biết điều khác xa mong đợi của nàng. Không phải chàng chưa từng gặp tề trọng hiên, không phải chàng không hiểu rõ trần doãn viễn, chàng đương nhiên biết thế nào mới là mẫu người nàng thật lòng yêu thích. Cho dù có thể trở thành kiểu người đó, chàng cũng sẽ không làm vậy. Chàng không muốn lừa gạt nàng, mặc dù như thế sẽ dễ dàng được tha thứ hơn dẫu có lẽ nàng sẽ thất vọng chàng cũng không hối hận mà đã lựa chọn thì không cần che giấu nữa đã làm rồi cũng không cần xấu hổ thuận theo con tim mà thôi đời đã dạy chàng rằng bất cứ lúc nào đã lựa chọn thì tuyệt đối không thể dao động nếu tùy ý đổi ý vậy người đứng ở đây sẽ không phải là chu nguyên triệt nữa có thể đứng ở trước mặt nàng cùng nàng nói đùa thế này cũng chỉ có Chu Nguyễn Triệt chàng mà thôi. Nhờ từng bước mưu tính, chàng mới có ngày hôm nay, ngày ngày treo nụ cười bên môi không phải để che giấu cảm xúc, đó là nụ cười thật lòng. Bởi vì mỗi quyết định không có sự hiện diện của do dự, cũng không có hối hận, cho dù kết cuộc là thất bại thảm hai. Đã sống trên đời thì phải có dũng khí và lòng tin để luôn nở nụ cười. Chu thập cửu mỉm cười, lúc trước ta chỉ có một mình nên đã quen như thế. Nguyễn Nguyên thích thẳng thắn, sau này ta sẽ có thích ứng. Lâm Di gật đầu, nếu đã thành thân rồi, vậy nàng cũng sẽ thử buông bỏ kiếp trước để tin tưởng chu thập cửu, không chừng sẽ có kết quả tốt. Ít nhất phải cho nhau một cơ hội. Một làn khói xanh bỗng bốc lên, Lâm Di củi đầu nhìn, thì ra lửa trong lò đã bén vào mép váy nàng từ lúc nào. Nàng giật nảy mình, cuống quýt dậm chân tranh né, tay vừa hay sờ trúng chậu nước trên bếp lập tức định mất nước dập lửa. Thế nhưng dội nước rồi nàng mới nhìn thấy Chu Thập Cửu đang ngồi thụp xuống dùng khăn tay dập lửa trên mép váy nàng. Thể là nửa muối nước của nàng vừa vặn xối thẳng lên người Chu Thập Cửu. Lửa tắt, nửa ngực Chu Thập Cửu cũng ướt đẫm. Trong nháy mắt, cả hai đều trở nên vô cùng nhếch nhác. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy buồn cười. Vốn chỉ là một ồn ào nhỏ tại quấy thành thế này, cát nữa làm sao ra ngoài gặp người khác đây. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.